Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú luôn nha. Giao lưu một phôi sộp nha, sộp đỏ nha. Rồi quay luôn. Một phôi sộp đỏ nha. Quanh quanh ở cổ đó là 25 nha anh chị cô chú. Còn cao cao là 110 nha. Còn cái bộ bộ đế rễ ngang chiều ngang của nó là 105 nha. Một phôi sộp nha. Sộp này cái lá của nó là dùng dùng cho ăn gỏi là quá ok luôn nha. Đặc sản của món gỏi nha. Sắc sắc rau làm gỏi hoặc là cuốn gỏi cuốn cuốn ăn thì vẫn ok, đặc sản luôn đó nha. Nói về lá này thì dùng với món gỏi là đặc sản luôn. Rất ngon, lá này ăn dùng cho làm gỏi rồi rất ngon nha. Hoặc cuốn cuốn gỏi cá hoặc là làm gỏi nhông gì. Quá ok luôn nha. Cây này trái trái trên thân luôn nha anh chị cô chú. Một phôi sộp vá nha. Bộ đế nó rất quái luôn. Cò lắc nha. Đây phôi này em về làm bầu sơ dừa để giữ ẩm rễ nha anh chị cô chú. Đây. Rất quái luôn. Đây. Đầu hoành đây là 25 nha anh chị cô chú. Đây. Đây là những đầu cắt sống nha. Đây. Đây là những đầu cắt sống nha anh chị cô chú. Và đầu đỉnh đây, còn sống nha. Quay. Một phôi sộp nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ em luôn.